một điều mà em muốn hỏi hai anh đầu tiên đó, back in time rất là xa trước đây đi, đó là liệu hai còn nhớ được bài rap đầu tiên mà hai anh kiểu dạng như là mình cùng điếp với nhau là bài rap đầu tiên mà hai anh thật sự gọi là đây là bài hát của tôi, bao nhiêu lâu rồi và nó là bài nào, liệu hai anh còn nhớ được không? Mình thì mình anh không nhớ cái bài hát đầu tiên của anh, nhưng mà anh nhớ cái bài đầu tiên anh nghe của Andre. Yeah. Yeah. Tại sao lại như vậy? Tại vì thật sự Andre bắt đầu trước anh vài năm. Okay. Thì cái thời mà anh vừa bắt đầu lúc đó là Andre đã tràn ngập hết trên những cái trang web khác rồi. Yeah, okay. Đặc biệt là GVO, cái trang web lúc đó, nếu mà những bạn theo dõi rap ở thời điểm đó thì chắc sẽ biết. Yeah. Thì bài đầu tiên mình nghe của Andre là 22 Life. Và cái bài đó đánh mình rất là mạnh. Thực sự mình bắt đầu là tại vì cá chép chứ không phải là tại vì Andre, nhưng mà đó là bài hát đầu tiên mình nghe và rất là ấn tượng với Andre về bài đó. Okay. Yeah. Vậy là không nhớ của mình. Không của mình thì tại vì anh bắt đầu là anh cover những bài của cá chép của LK. Dạ. Nên anh không nhớ được bài đầu tiên của mình là bài nào. Ok, yeah. Còn anh Andre. Andre cũng vậy. Bắt đầu phát là mình đi cover lại những người mà mình thích nghe đầu tiên, ví dụ như là của Khanh Nhỏ, LK. Okay. Cho nên là mình không thực sự nhớ là bài đầu tiên là bài nào, nhưng mà bài mà để đánh dấu cái tên tuổi của mình ở trong cái underground Việt Nam đó là bài Tiểu Thuyết Tình Yêu. Nhắc Tiểu Thuyết Tình Yêu classic. Chắc là tất cả những cái bạn mà thời kỳ cuối 8x đầu 9x chắc chắn là không thể không biết được, bởi vì hồi đó thì internet nó giống như một ngôi nhà phải không anh, chỉ là từ góc này sang góc kia thôi. Nhắc lại rất là nhiều kỷ niệm của chúng ta như vậy thì em tò mò biết một chút là hồi đấy internet không như bây giờ, không có Facebook, YouTube, thì điều gì đã làm cho hai anh biết đến rap, đam mê nó lại còn theo đuổi được, bởi vì em tin chắc là để cover thì chắc bọn anh chắc phải nghe hàng ngày và có một cái sự thèm muốn rất là lớn. Tình cờ là Andre có một người chị ruột. Dạ. Người chị ấy cũng đi du học ở nước ngoài từ rất là sớm. Thế là tình cờ là gửi cho Andre một cái sao chép. Ngày xưa là các rapper Việt Nam ở nước ngoài là sử dụng sao chép.com. Dạ. Là gửi cho Andre một cái link của Khanh Nhỏ. Ok. Đó là bài Tình Em Đi Scan ấy. Lúc đó mình nghe mình không hiểu cái gì nhưng mà nói chung là rất là thích. Thế là okay. Bắt đầu là từ bài đấy. Đấy là anh nhắc đến bỗng dưng em cảm thấy là khi nhắc đến bọn anh là đều là những cái tên rất là huyền thoại, đi với những cái bài hát rất là huyền thoại. Không ai mà ở cái thời kỳ đấy kể cả có thích hay không thích, nhưng mà tối thiểu mình trẻ mình cũng phải trải qua những cái giai điệu đấy. Thì mà còn anh Yên Tinh thì anh cũng là lúc đó là đang học học high school ở tại Việt Nam luôn, thì lúc đó chỉ nghe bằng băng cassette tại vì anh học ở trong nội trú, một tuần chỉ ra ngoài được một ngày hai ngày thôi. Dạ. Thì cũng là bài Vietnamese Gang đó của Khanh Nhỏ. Dạ. Nhưng mà nó là trong băng cassette, mọi người cứ truyền tay nhau và cũng đã có lần bị bắt vì tội nghe cái nhạc đó ở trong trường và bị phạt ở trước trường tại vì nghe nhạc như vậy, là do cái bài của Khanh Nhỏ. Tại vì nhạc đó ngày xưa nó là một cái gì đó nó bạo loạn lắm, nó học sinh không có được nghe nên thầy cô bắt được cái bài hát đó. Lúc đó chắc tầm 16 tuổi, tầm 2006, 2005, 2006. Tầm đó thì em cũng mới đi du học. Dạ. Hình như nước ngoài thì thoải mái hơn. Đúng rồi. Và du học sinh rất là thích nghe cái đấy bởi vì là vừa xa nhà, vừa muốn có một cái gì đấy rất là cái tôi của mình. Nhưng mà ở Việt Nam thì như bọn anh thì phải bị cấm và... Đúng rồi. Cái cảm giác của bọn anh khi mà bị cấm là như thế nào? Tại sao tôi nghe mà tôi lại bị cấm hay là... Lúc đó học sinh học ở trong trường thì chỉ biết mình làm cái gì phạm luật là mình bị phạt thôi. Không có cái lúc đó cái không có nghĩ đến đấu tranh để giành cái quyền lợi cho học sinh của mình. Vậy tại vì biết vào đó là sai là bị phạt. Thực sự là trong cái bài đấy nó cũng có một vài từ chữ vậy hơi nặng, cho nên là mình nghĩ là cấm cái này cũng đúng thôi, nhưng mà cấm thì cấm thôi, mà tất cả nghe thì vẫn nghe. Vậy thì có phải vì cái bài đấy và vì cái ham muốn đấy và từ từ mình bắt đầu nghe những bài khác, đúng không? Mình cảm thấy được cái này nó không chỉ đơn giản là chủ tục mà nó là một cái gì đấy của riêng mình, đúng không? Thank you.